của đất Phú Yên xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu ghét. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con đồng khoe thổ hụt rồng, còn gọi là trơn rồng ạ. Có những vùng khác thì cả thơ kêu là con rêu rồng, còn ở mình gọi là con hụt rồng. Con này thì nuôi này đã được hơn một năm rồi. Con này thì đã vừa xương gáy và gáy thoát tiếng rồi, tiếng rất là ấm tốt. Con này thì lúc bác đang ngồi thì chỉ quèo thúc gù thôi. Bác con chim này thì bằng mồi cây này đã nuôi được một năm, hơn một năm rồi, nói chung về tầm đó mình không nhớ chính xác, nhưng mà để vừa đây đã chuẩn chạc và xương gáy rồi, rồng rừng đã thay hết rồi. Con này thì nó nước nó thì vào trong có nước trong thuốc gù, còn ngồi ra là cũng giảm lót thôi. Đầu mặt con này thì rất là dữ, trong khoe bộ lông thì màu vàng đỏ, bộ cườm thì đẹp đó, lông quy thì dày và nhặt, cái lông thì dày chắc. Đầu mặt con chim này thì phun, anh em xem kỹ đi, mọc ra cườm quy, chân thì chung chân nó thì đẹp rồi, đồng chân thấp không cao, chân to. Trong này trung trung con này thì tốt rồi, con này thì hình thù là em xem này, con này thì không dài lắm, con này thì gọi là thuộc là loại là nó như hình bắp chuối anh em, chuốt to sau thì gót lại. Ở mình thì hôm nay ngày này mưa, trời mưa rất là lớn nên trời nó hơi tối một tí, là mình sẽ cố gắng quay bà nó ngồi sáng, mình quay kỹ cho anh em xem. Bộ lông này thì để muốn nói đó nha anh em, trên lưng thì rất kín, hai cánh bo sát lưng không hở lưng. Đặc biệt con này thì mình ở trên xuống thì không thấy cái lưng nữa đâu nha anh em. Đây, bo hết lưng và hai cái cánh ôm chéo lại luôn đó, mình thấy không? Con chim này thì lúc mà quèo thì chơi rất là liếng, chiền gù nhanh. Con này thì bắt con này thì cũng cái tiếng đồng hồ lận nha anh em, từ lúc mà vừa đấu với quèo Mỹ là tầm khoảng một tiếng đó, chứ không phải là gù tay đôi một tiếng đâu. Con này thì cũng nói chung là quý là cái nhiều anh em thích là cây hụt rồng và cái tiếng nó thôi, gọi là cái giọng nó
Còn ngoài ra thì thủ thớ và cái tướng chim thì cũng vừa thôi, không phải là xếp loại một con chim chiến. Mà tiếng con này thì đồng khoe rất là tốt tiếng, âm của nó rất là hay, ấm mà chân rồng nha anh em, phục rồng đó. Rồi thôi, trời nó mưa quá nên nó hơi nhỏ mét thôi, mình lấy con coi quay kỹ rồi. Bây giờ xin chào tất cả những anh em nào đang xem cái video của con đồng hục này của mình nha. Thank you.